Nếu như các bạn đang có quá nhiều tiền, muốn tăng trải nghiệm khi chơi game và biến góc gaming của mình thành rạp chiếu phim mini với một chiếc màn hình to ngang ngửa một cái TV, thì chỉ cần bỏ ra 35 triệu đồng, các bạn sẽ sở hữu ngay Gigabyte Gaming Aorus FV43U với kích thước lên đến 43 inch. Tính đến thời điểm hiện tại thì đây là chiếc màn hình có kích thước lớn nhất trong phân khúc màn hình máy tính. Về thiết kế thì đây dùng y một chiếc TV với màu đen lì bao phủ toàn bộ màn hình. Phần chân đế sẽ được tháo lắp rất là dễ dàng với hai chân đế hình chữ V cực chắc chắn giúp cố định màn hình ở trên bàn. Đằng sau thì sẽ được thiết kế với các đường cắt cách điệu và logo Aorus ở chính giữa, tích hợp VESA nếu như mà các bạn có nhu cầu muốn treo chiếc màn hình 43 inch này lên. Màn hình thì sẽ tích hợp một chiếc điều khiển từ xa để cho các bạn có thể điều chỉnh các tính năng cơ bản của màn hình với các thiết lập như là khởi động màn hình, chế độ hình ảnh, điều chỉnh âm lượng, tắt bật loa với hai loa hai bên với công suất là 12W. Có thể điều chỉnh các chế độ phù hợp để trải nghiệm như là chơi game có chế độ FPS hay là khi xem phim thì sẽ có chế độ là movie. Cổng kết nối thì sẽ được đặt hết về một bên, gồm có một jack audio, hai cổng HDMI, một cổng DisplayPort, một cổng USB Type-C, hai cổng USB Type-A và một cổng USB Type-B. Mặt trước thì sẽ có duy nhất một logo Gigabyte ở chính giữa, ở cạnh dưới màn hình. Bốn cạnh viền thì siêu mỏng, vẫn theo kịp xu hướng gần như là tràn viền hiện nay. Với độ phân giải là 3840x2160 Ultra HD 4K, tần số quét 144Hz, tốc độ phản hồi 1ms, được trang bị tấm nền VA, hỗ trợ display HDR, có tỷ lệ tương phản cao, khả năng tái tạo màu sắc tốt và góc nhìn rộng, có khả năng hiển thị màu tốt lên đến là 99% sRGB, 78% Adobe RGB, 97% DCI-B3, độ sáng lên tới 1000 nit, sẽ cho màu sắc và ánh sáng khá chuẩn ở trên mẫu màn hình này. Và mức độ sai lệch màu sắc cũng rất là thấp khi Delta E trung bình là 1.6. Ngoài sử dụng để chơi game, giải trí ra thì đối với các phần mềm đồ họa liên quan đến màu sắc, các bạn cũng có thể sử dụng để phục vụ ở mức độ cơ bản. Góc nhìn cực tốt thì đây là màn hình 43 inch. Đối với mẫu màn hình này thì mình khuyên là các bạn nên ngồi ra xa một chút. Một mẫu màn hình to và đẹp sẽ được khá là nhiều người ưa thích vì trải nghiệm chơi các tựa game có thể ngồi từ xa đang cực hot như là PS5 thì cực kỳ phù hợp, hay là các tựa game về bắn súng, hoặc là khi xem phim thì màn hình to vẫn sẽ là sự chọn hàng đầu. Công nghệ chống nháy hình thì cũng sẽ giúp các bạn cảm thấy không bị mỏi mắt và mệt mỏi khi nhìn vào màn hình quá à lâu. Tổng kết lại thì mình nghĩ chiếc màn hình này sẽ dành cho các game thủ muốn chơi các tựa game 4K, cũng như là đường link của sản phẩm và các chương trình khuyến mại mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.